Bác ơi, cái này là cái gì cho con thử ấy, cho con thử ấy. Bày, bày, bày con làm. Đấy, con cao không có cao. À, cao mà không, cao bên cạnh này không có mút đến. À, cao khi cao quá thì... À, con sâu rồi. Cao quá thì đúng đó. Cho con làm tính ấy. Dạ. Như thế này hả bác? Nhưng mà phải đeo tay nữa bác ấy. Đúng, 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 khó. Dạ. Mày bán cho đúng không? Không, 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 là lạ. À, ba sử trí thân không khỏi. Anh đi mua nó cô nghe chỉ giống cũng không đủ. Dạ. Cái ruộng thì mày lấy cái dương chứ mày cũng không khỏi. Cái này mà về làm hai vụ là quen tay thôi. Ừ. Con là... Cực nhưng mà cũng có ăn hơn bà ơi. Con ngồi trên phố một năm trời á. Một năm trời không có việc đi làm. Ừ, chết quá mình không đẹp. Ui, không chết mà thêm ăn đồ ngon. Hôm kia con được người ta dẫn vào nhà hàng sang trồng ăn cua, cua ăn mực, ăn tiền tiêu không à. Nhưng mà nghĩ lại thì người ta mời có một bữa, chứ đâu có thể mời luôn được. Cho nên phải về làm như thế này. Đó. Nhưng mà con làm à. Dạ, như vậy là thất thể thì về làm nông để kiếm sống. Lúa gạo bây giờ là quan trọng hơn là cho dù gì thì cũng thể không, người Việt Nam mà không thể không ăn gạo được. À, cho nên phải thử làm. À, 20 năm rồi xa ruộng đồng rồi bây giờ làm để kiếm cơm kiếm gạo này đó. Đây là đi gieo. Ô, các bác ơi, làm nông vất vả các bác ơi. Bây giờ các bác biết không, đời lên voi xuống chó dễ lắm. Mới hôm qua nhá, đi nhà hàng sang ăn cua nhá, ăn mực, ăn cá ăn tôm nhá. Bây giờ thất thế là xuống chó rồi, đi làm thôi. Về nhà làm nông thôi, làm ruộng mới có cái ăn nha các bác. Ồ, vất vả nha. Ồ, nhưng mà không sao các bác. Đấy, các bác thấy là tôi làm có được không? Đấy, đấy nè, cuốc cày nè. Cũng như một người nông dân thực thụ như ai thôi. Đấy, như thế này. Như thế này mới có cái bỏ vào mồm các bác. Đấy, các bác thấy không? Làm cũng đâu đến nỗi tệ đâu nha. Đâu đến nỗi tệ đâu. Bây giờ con vua thì lại làm vua. Con sải ở chùa Quét La Đa nha. Mình sinh ra từ cái đồng ruộng này, mình sinh ra cái vùng đất này. Thế thì không có làm lấy gì bỏ vào cái mồm. Đấy, hết thế rồi. Ở phố tôi kinh doanh biết bao nhiêu thứ không được, cái mùa này không được, không làm gì ra đồng tiền cả. Bây giờ nhá, cứ ngồi đó mà há cái mồm à, không được. Cho nên phải về đây thôi, về quê làm cái lúa, làm cái vườn, lấy hạt gạo mà ăn, đi theo con bò con trâu. Dạ, dạ bác à, dạ bây giờ là con là xa ruộng xa đông lâu năm rồi. Dạ. Về bám lại ruộng đông thôi. Dạ. Ruộng đông bám mấy mông phải. Dạ, chỉ có ruộng mới có cái để mà ăn thôi bác ạ. Dạ. Dạ, con làm du lịch mà bây giờ là dịch lũ rồi. Dịch lũ rồi. Giờ bây giờ có lẽ làm khoai làm lúa mà có cái ăn hơn là du lịch rồi. Dạ, thất thế quá. Thất thế quá bác ạ. Dạ. Dạ không, có buôn bán rồi cũng xoay xoay nữa nhưng mà không được chi bác ơi. Dạ, buôn bán khó lắm. Dạ. Quán giọng nữa hả? Dạ, quán giọng thì phải con phải ngọ xí nè. Quán giọng là khó nhất mà. Quán như thế nào?
đi lại đây xem con giống này các bạn, đi lại đấy. Các bạn ơi, thế thì hết cái này rồi đến cái khác thôi. Nhưng mà con giống này chắc không dễ đâu. Thôi chỉ xem được thôi. Quăng như mà quăng như thế nào? Dạ, chưa. Ô nó quăng hết chứ chưa? Cho em tập thử chỉ. Nhưng mà em đi từ đây ra được không? Ra ngoài kia mới quăng. Cái chỗ này chỉ quăng thôi à? À, dạ. Lại đây nào các bạn ơi, lại đây xem nào. Kia rửa một vài bữa mà còn có lỏ mà dám nhé. Dạ. Dương ơi, cả đây mang cùng đi hả? Ồ. Nó mua cái áo này. Đi gì nữa? Đang tay mua là cái bộ cái này đi. Rồi. Các bác ơi, sau 20 năm mới thấy hạt lúa lên mầm các bác ạ. Bây giờ liệu quăng có được không hay là đám cỏ đám không, đây khổ quá. Nhưng mà không sao, cái gì cũng phải thử mới biết. Thế thì theo hướng dẫn của chị Hương nhé. Ném ngay vung như thôi, như em lôi ra lại đây nha. Bây giờ bước lại gần đây bảo nào, lại gần đây thì mới xem được cái hạt lúa đó, quăng mới chính xác. Cameraman lại đây chụp một phát hình cho nó khí thế rồi quăng nhá, chụp phát hình nhá. Rồi bây giờ là tôi đi bộ ra tôi quăng nhỉ. Làm này mà được là tôi ở lại đây tôi làm luôn. Ở lại đây làm luôn. Và em đứng em xoay qua đây rồi em quăng ạ. Em bắt nhỏ trong tay đang mẹ cũng à dạ. Đây. Như này như thế. Tay mới nặng thôi, một nặng thôi, một tay thôi. Đấy. Đấy. Cái này vài bữa khỏi dầm nghe, dày quá. Dày quá rồi. Rồi, em đi ra thì chỉ nữa nha. Em vung ra tới xa. À, vung ra xa mới đẹp đi. Lại đây coi vung xa này. Lại đây các bạn ơi. Lại đây. Rồi. Một tay thôi hả chị Hương? Một tay, con một tay không thấu ạ. Dạ. Rồi em nèm về trong mắt đi, nèm về trước kia. À, dạ. Rồi. Đây là các bạn thông cảm cho người sống ở phố lâu quá rồi không biết nghe. Nhưng mà không sao. À lùi qua đây. Không, đi thẳng tới trước. Mà làm cả buổi là phải chỉ có chị Hương mới làm được. Còn tôi làm thế này thôi. Làm thế này biểu diễn cho các bác. À, tôi chắc là xong cái này tôi chuyển qua cái khác. Con chứ... đĩa dạ? Con đĩa không? Dạ con đĩa hả? À, nhớ chứ. Con đĩa có sợ không? Sợ chứ. Không có đĩa. Dạ, sợ. Có con đĩa mà không sợ thì sợ con gì nữa. Oh my god. À, rồi em lên. Cảm ơn chị Hương nhé. Đây là ruộng mới gieo xong ở quê. Vừa vào vụ gieo cho mùa lúa mới. Go, 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 go,
Hey, how are you? Hey, what are you talking? Where do you want to go? Hey. Where are you from? Hello, thank you. Have a good day. Bye bye.